quả học của tôi càng ngày càng giảm sút. Làm nào bây giờ? Về mẹ tôi giết mất. Trả bù cho tôi, toàn học sinh giỏi 2 năm. Biến đi. Ơi, cố lên. Thế năm sau bà định thi trường gì? Tôi không biết. Tôi định thi vào trường công an, làm một chú cảnh sát. Bà không thi trường gì à? Tôi còn không biết là có tốt nghiệp được không đây. Bà suốt ngày đi chơi đúng không? Cô giỏi, cô về dạy nó đi. Cô biết 5 năm qua cô đi nước ngoài, tôi đã phải vất vả với nó như thế nào không? Cô đừng nghĩ vài cái đồng tiền cô gửi về giải quyết được tất cả. Cái gì? Tôi cũng chán cô lắm rồi. Cô viết đơn gửi về đi, tôi ký. Bố, sao bố lại nói nặng lời với mẹ thế? Mà anh biết cái gì? Lên phòng đi. Này, hôm nay kiểm tra cuối kỳ đấy. Bạn ôn bài chưa? Chán quá đây. Sao thế? Bố mẹ tôi lại cãi nhau rồi, khéo lại bỏ nhau đến. Nhưng mà vẫn phải học chứ. Không còn tâm trí đâu để mà học nữa. Thôi được rồi, cứ đi vào lớp đã. Vào đi. Sếp ạ. Cứ cái gì đấy? Hợp đồng này có vấn đề gì à? Anh xem cái điều khoản đã được chưa để còn tiến hành ký kết ạ. Chiều anh sẽ xem xét. Còn việc gì nữa không? Dạ, không việc gì đâu ạ. Mà dạo này nhìn anh gầy thế. Chắc là chị nhà đi vắng nên là không ai chăm sóc anh đúng không? À, anh cũng quen rồi. Anh này, anh chú ý đến sức khỏe nhé. Có việc gì anh gọi cho em, em sẽ hỗ trợ cho anh. Ừ, được rồi, anh cảm ơn em. Vâng, anh xin phép ạ. Vậy là năm học 2018-2019 đã kết thúc. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô 2 năm qua. Và cô hy vọng rằng chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ hè bổ ích. Bên gia đình, hãy làm một người con ngoan của bố mẹ và chuẩn bị tất cả những hành trang để bước vào lớp 12. Chúng ta sẽ tỏa sáng và thành công trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019-2020. Lớp đi học thêm rồi đấy, bạn có học cùng tôi không? Học à? Chắc là tôi không đi đâu. Sao thế? Vẫn chuyện gia đình bà. Ừ. Năm sau cuối cấp rồi, bà không định đi thi à? Nhưng mà gia đình tôi đang có chuyện. Bây giờ muốn về xin tiền đi học cũng chả biết xin ai. Nhưng mà tôi nghĩ là bà không nên để chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc học hành của mình đâu. Nhưng mà ông không hiểu được đâu. Bây giờ bố mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau. Mà nhiều khi tôi còn không muốn về nhà nữa ấy. Tôi thực sự rất lo cho bà đấy. Tôi muốn giúp bà lắm, mà chẳng biết làm cách nào. Thôi, ông lo cho thân ông trước đi. Ơ, ra chụp ảnh đi, xong rồi chuẩn bị đi liên hoan. Đi người đi chơi với anh không? Đi đâu anh? Thì cứ đi rồi khác biết. Nhưng mà em còn chuẩn bị liên hoan với lớp bây giờ. Thôi đi. Ai với bà? Anh Nam, thần tượng của tôi đấy. Thôi, ông đi về trước đi, xong chiều gặp lại sau nhá. Tôi đi đây. Tôi chiều.
Anh ăn đi. Ăn xong tí nữa đi chơi với hội bạn anh nhé. Bọn nó vui lắm. Thôi, em ngại lắm. Ngại gì? Còn bạn anh cơ mà. Thôi à? Thì anh rồi về nhá. Ok. Anh vừa cãi nhau với vợ thôi. Tối nay em bảo anh đi ăn nhé. Được đấy, mấy giờ anh nói đây? Không được, mình đi luôn. Anh nhớ đúng hẹn nhé, em đợi anh. Alo, tối nay em có rảnh không? Anh qua đón em đi ăn nhé. Ăn gì thì em chọn mà. Nhé. Bố, muốn nói chuyện với ai về tình cảm đấy? Chuyện công việc của bố, con không phải quan tâm. Con đi chơi đây. Con đã. Con ngồi xuống đây. Bố có chuyện muốn nói với con. Bố bảo gì con? Tại sao kết quả học tập báo vậy? Con học hành sao rút vậy? Thì bố cũng biết là lớp 11 rồi. Học càng ngày càng khó, không theo được. Con có biết bố mất bao công sức để nuôi dạy con được như này không? Tại sao con nhà người ta làm được mà con không làm được? Vậy tại sao gia đình nhà người ta hạnh phúc mà gia đình mình lại không hạnh phúc hả bố? Từ trước đến giờ mày muốn gì được đấy? Thế bây giờ mày muốn thế nào nữa? Bố xem lại mình đi. Cũng chỉ vì bố mẹ cãi nhau mà chuyện học hành của con nó sa sút như vậy đấy. Mẹ con đi vắng đã đành rồi. Bố đi ra ngoài con cũng không biết bố có làm gì có lỗi với mẹ con không. Thực sự con chán cái nhà này lắm rồi. Mày không ở được cái nhà này. Cút. Con thật sự thất vọng với bố. Em chào chị ạ. Chào chú. Dạo này làm ăn tốt chứ? Em vẫn ổn chị ạ. Hàng vẫn bán được đều đều. Có thế chứ. Thế bé em trước là như nào? Em cũng đang định nói với chị đấy. Con bé đấy tiềm năng lắm. Gia đình có điều kiện, bố mẹ cũng rất là khá giả. Em tính đưa vào chương trình đấy. Được. Thế chú định khi nào thì đưa con bé vào đời? Bất cứ khi nào chị ạ. Có thời cơ, em chụp luôn, rồi đưa nó vào. Thế chú biết điểm yếu của một học sinh cấp 3 là gì rồi chứ? Sở trường của em mà. Thôi rồi, chú cứ đi đi. Bao giờ cần hàng, alo chị. Ok chị, em đi đây. Chưa? Tôi mới đến thôi. Bọn tôi đang làm gì? Nghỉ hè được một tháng rồi đấy. Bà không định đi học thêm à? Tôi đã bảo ông và tôi không thích đi học rồi mà. Thế chuyện gia đình bà thế nào rồi? Thì vẫn thế. Chả có gì khá hơn. Nhìn bà như con nghiện đấy. Mà tôi bảo này, bà đừng chơi với thằng Nam nữa. Nhìn nó không phải là người tử tế đâu. Ông thì biết cái gì mà nói. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi, anh ấy là người mang lại niềm vui cho tôi đấy. Thế còn chuyện học hành của bà không định đi học nữa à? Tôi chỉ muốn bà biết, việc quan trọng nhất của mình bây giờ là học. Bà hiểu chưa? Tôi không cần ông phải lên giọng dạy đời. Tôi biết tôi cần phải làm gì. Có cái đống mớ giấy vụn này á, ông mang về mà học đi.
cái đấy thế? Bổ béo gì? Này, hút đi. Em sợ lắm. Hút đi. Này. Gì? Bà làm gì đây? Bà có biết cái này nó độc hại như thế nào không? Ông quan tâm làm gì nhở? Đây là việc của tôi mà. Thôi đi về đi. Không được, bà phải về theo tôi. Này, mày là thằng nào? Hả? Mày thích xe là chuyện của tao không? Mày thì biết cái gì? Em là chị ạ. Đứng kìa. Chị gọi em ra đây có việc gì vậy? Thế tình hình cậu bé kia thế nào rồi? Chị yên tâm đi. Vào tay em thì nghiện lòi đến nơi rồi. Được. Thế bạn thằng nó học nhiều chưa? Dạ, chưa chị ạ. Em đang đưa nó vào chương trình, mồi dần nó rồi mới lấy tiền. Bố nó hơi bị nhiều tiền đấy. Cứ bán từ từ thôi. Không có sốc thuốc là chết đấy. Được rồi, em biết rồi. Hai mà chị này. Sao? Còn ít nào bơm thằng ép in. Vã quá. Cứ từ từ. Còn đâu sẽ có đó. Ý bảo thằng đại chuyển cho. Mà mày hút ít thôi. Chết rồi đấy, ai làm cho tao? Nhưng mà hiền vã quá. Mà đến chị còn chơi. Có cái thằng này. Thôi đi đi. Bao nhiêu lần trước chơi không mất tiền rồi. Lần này có tiền thì chơi. Nhưng mà hôm nay em không mang tiền rồi. Cho em nợ đúng không ạ? Nợ cái gì? Chị hỏi chị Nhung mà. Chị ơi, hay là lần này cho em nợ đúng không chị? Mai em lấy tiền em trả chị ngay ạ. Không có tiền lại còn nói chơi. Biến đi. Kìa, anh, nói giúp em đi anh. Biến! Ông có tiền để ông cho tôi vay. Cho tôi vay nóng nắp trong cũng được. Bà bị làm sao đấy? Tôi không sao. Ông cho tôi vay tiền đi mà. Nhanh lên. Nhưng bà cần tiền để làm gì? Ông hỏi làm gì đó, có tiền cho tôi vay đi. Còn mỗi. Tôi sẽ trả ông sau. Ô kìa. Linh. Linh. Anh ơi. Lại đến à? Em mang tiền đến rồi ạ. Ngồi đây chăm nhá. Ngồi đây. Nè. Bình tĩnh. Anh cho em hơi nữa đi. Linh ơi! Linh! Các người làm gì thế này?
Linh ơi, Linh, Linh ơi, Linh, bà tỉnh lại đi, Linh, Linh, Linh. Linh, con sao rồi? Con đỡ rồi bố ạ. Bố xin lỗi vì trong thời gian qua đã không quan tâm chăm sóc con. Bố không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Con hãy cố gắng vượt qua. Con còn tương lai ở phía trước. Bố chỉ có mình con. Cố gắng đi. Bố, con cầu xin bố. Bố mẹ đừng bỏ nhau được không? Thôi được rồi, bố sẽ nghiêm túc về chuyện này và nói chuyện lại với mẹ con. Chào bác ạ. Tiến đi à, và ngồi đi cháu. Tình hình sức khỏe của Linh sao rồi ạ? Linh tốt hơn rồi cháu. Vâng. Cũng may là hôm đấy ông đến kịp. Tôi cảm thấy sợ quá. Tôi đã nói với bà rồi, không được dây dưa với thằng Nam. Bà không nghe tôi đâu. Tiến, có gọi thằng bán thuốc cho Linh là thằng Nam cháu vừa nói không? Dạ đúng rồi bác ạ. Thôi được rồi, cháu ở nhà với Linh. Bác đi có chút việc. Dạ vâng. Hãy đưa nhà nhé. Tôi cảm ơn ông nhé. Ngại quá. Để ông thấy tôi trong bộ dạng như vậy. Bà phải cai nghiện đi, rồi còn đi học nữa. Sang năm thi đại học rồi đấy. Thật sự tôi chẳng có mặt mũi nào để mà đến trường như mọi người nữa. Mọi người sẽ kỳ thị tôi. Bà điên à? Làm gì có ai biết? Bà cai nghiện đi xong tôi đưa đi học thêm. Ông không hiểu đâu. Thật sự trong khoảng thời gian nó quá kinh khủng. Tôi cảm thấy mọi thứ dường như đang chống lại tôi. Tiến, ông đi muốn thôi giúp tôi hiểu không? Giúp tôi lần này thôi. Không được. Làm sao mà tôi giúp bà chuyện đấy? Này, bà có làm sao không đấy? Tiến, ông hãy mua giúp tôi lần này đấy thôi. Không được đâu, tôi không giúp bà được đâu. Bà phải cai nghiện đi. Hay là tôi đi lấy công nước cho bà nhá. Bà ngồi đấy. Bà làm cái gì vậy Linh? Tôi không sống được đâu. Ông kệ tôi đi. Bà tỉnh lại đi. Bà phải cai nghiện đi Linh. Tôi không muốn sống nữa. Ông mà kệ tôi đi. Kìa Linh, Linh. Bác gọi cháu đến đây có việc gì ạ? Nam này, bác biết rất rõ hoàn cảnh nhà cháu. Cháu còn trẻ, hãy tránh xa ma túy, đừng để nó hủy hoại tương lai của mình nữa. Thế thì là làm sao? Cháu có tiền thì cháu hút, cha liên quan gì đến bác cả. Bác hỏi thật, cháu bán ma túy cho Linh nhà bác phải không? Dạ không. Bác có bằng chứng về việc cháu làm? Bằng chứng gì ạ? Đây là những hình ảnh mà Tiến và Linh đã cung cấp cho bác về những lần cháu lôi kéo dụ dỗ Linh nhà bác sử dụng ma túy. Cháu nói cho bác biết ai là người đứng sau bán ma túy cho cháu. Dạ. Nếu như cháu không thành khẩn, bác sẽ gửi nó qua cơ quan điều tra. Dạ. Cháu nói đi không phải sợ. Anh, đây này mình đi xem phim nhé. Em có vé rồi. Chị ạ. Sao chú lại ở đây? Hai người quen nhau à? Chính là chị ấy các bạn. Chị ấy làm sao?
chị chính là người bán ma túy cho cháu. Dạ vâng. Chuyện này là thế nào? Thằng kia là một cháu sống rồi à? Chị ơi, bại lộ hết rồi ạ. Họ đã có hình ảnh của em và chị rồi. Thằng kia, tao không hiểu mày nói gì hết. Mày bị điên à? Con bé Linh chính là con gái của bác đây ạ. Nhung, chuyện này là thế nào? Tại sao lại bắn ma túy? Em có biết rằng suýt chút nữa em đã giết chết con gái anh không? Bỏ tay ra, làm gì mà căng thế? Anh đừng tỏ ra mình là ông bố tốt. Nếu mà anh quan tâm con cái thì đã không để nó như vậy. Đừng đổ lỗi cho xã hội, hãy xem lại chính mình đi. Còn kia, mày cứ liệu hồn. Bố. Con đây ạ. Bố ơi, con chọn được trường con sẽ thi vào rồi đấy. Ừ. Con định thi trường nào? Con sẽ thi vào sân khấu điện ảnh bố ạ. Được không ạ? Được đấy. Bố chúc mừng con nhé. Bố hy vọng con sẽ thành công. Bố tin tưởng sự lựa chọn của con. Dạ. Em à. Ừ. Anh đang ngồi với con đây. Ừ. Em có con chút nhé. Nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, sắp tới con sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh. Con vừa nói chuyện với bố xong. Vâng. Sao cơ? Sang tháng mẹ về rồi á? Thật á? Vâng. Vậy thì con với bố sẽ chờ. Dạ vâng ạ. Con chào mẹ. Bố ơi, sang tháng mẹ về rồi đấy. Vậy thì bố con mình phải tổ chức một bữa tiệc thật linh đình con nhé. Dạ vâng. Nhưng mà nhớ các bạn đấy. À, hôm đấy con bảo Tiến coi cho vui. Thế ạ? Mà bố giao cho con với Tiến toàn quyền quyết định bữa tiệc đấy nhé. Bố tuyệt vời quá.